tay điều dưỡng. Rồi, bắt đầu đấy. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là cái module Nanobot. Thì cái module Nanobot này, nên mục đích của tôi là muốn là làm thế nào đấy để hiển thị được cái video clip, tức là ví dụ như cái video clip theo cái chuẩn là composite video, tôi sẽ đưa vào trong cái module Nanobot này. Sau đó thì tôi sẽ lập trình cho cái Nanobot của gia đình đặt cái video hoặc cái ảnh từ composite video đưa về, sau đó thì hiển thị trên màn hình máy tính ở cái một cái màn hình thì trên này. Cái màn hình thì được cắm lên đấy thì cái cắm hàng này xong cho hiển thị thông tin lên phía trên này và tôi bố trí ở đây cái phần mềm ở trên này quay gần hơn một chút. Đó là cái trong phần mềm này thì nó có khá nhiều thứ. Thì ở trong này chẳng hạn thì nó sẽ có một cái đầu vào là codec to VGA này. Đấy, để đưa lên màn hình máy tính này. Thứ hai là codec cái video ấy, cái nguồn video. Thứ ba nó là có các cái led đơn để hiển thị cái trạng thái của hệ thống. Và thứ tư là các cái nút bấm để hiển thị cái để lựa chọn các cái trạng thái. Thế và đây là cái phía bên này là cái bộ RAM. Ở đây tôi dùng hai bộ RAM. Đấy, và bên trong này là thiết kế cái màu xanh, bên trong này là thiết kế cái clip. Đã thiết kế cái bộ phận là phát hiện cạnh, phát hiện cạnh ở trong một cái ảnh hoặc là trong một cái video. Thì ở trong này tôi thiết kế như thế này. Ở bên trên này thì có một cái chip là TSK 3000 32 bit. Thứ hai là có một cái bộ thu tín hiệu video. Thứ ba là có một cái bộ giải mã JPEG để xử lý với ảnh. Và thứ tư là có một bộ VGA để hiển thị cái thông tin. Và thứ năm có bộ ASP để xử lý phần cứng. Và có hai cái giao diện EIC với cả vào ra bình thường, ra bit. Và phía bên này tôi sử dụng là hai bộ RAM, một SRAM và một cái set RAM để sử dụng với clip. Đấy thì thông tin thì toàn bộ thông tin sẽ hiển thị lên trên phía bên trên này. Và tí nữa tôi sẽ làm để hiển thị cái thông tin lên trên này. Phần 2 tôi sẽ hiển thị thông tin này.